do thắng giờ thua rồi. Chim hơn là đẻ hả? À, mà ở đây giờ thắng nó thua rồi. Dạ, luôn mà thấy tôi hai đồng thắng đúng không? Mà đẻ nó đang biết đâu thấy sao? Thấy rồi đó. Song chiếm chút cứ cú đi sang sập quân đi cứ cô sẽ xa lên sang sập bờ bờ và cái đẹp cơ có hông anh một cờ kê à mất chăm chút truyền hình An Giang các bạn má đứng lên ghế tôi má cho tập thể thôi quá quá uống rượu sụp bụng cái giả đến là xem rất là đông các bạn này không như chín chục không hả chín chục không có đồng hậu bây giờ nó đau nó yếu ông ơi sau đây rất hấp dẫn các bạn ơi rất hấp dẫn trước ngàn đó, sao đạp ra,
các bạn vào xem và mọi người cho xin một like và một chia sẻ các bạn ơi. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh các bạn. Từ đây nè. Đây nè, thấy cái đích đó. À, cuối đó không? À, ăn buồn thì ăn, mà từ cái vòng đó đó, mà chạy lên tới đây mọi người leo gần tới khách ở trên. Đấy, mọi người leo gần tới khách, bò luôn á. Chết rồi, nó đi ngu. Vậy rồi, chạy dài cút, nó thắng cấp. Thắng cấp. Đấy này là tỉnh kẹp. Rồi đua bò bãi núi các bạn. Tranh chấp truyền hình An Giang. Rồi tới công chuyện luôn rồi. Rồi nó đi về luôn rồi các bạn ơi. Nó không đua mà nó đi về luôn rồi các bạn ơi. Rồi rồi. Đi về luôn rồi. Rồi luôn rồi. Không nói dễ. Tôi nói gì đâu nói dễ. Lên chào khán giả. Nó chở xuống lại. Rồi nó lên chào khán giả. Dắt gì xuống chi nữa trời. Cho nhẹ đó cũng đưa cho làm hết giọng cho không mua không gì đó. Kỳ quá. Mới hai thằng này một năm có một lần mà hai này là biến nó bỏ đi về trời. Hết sung luôn rồi. Chạy mạnh đâu. Nó đó đầu bạn này lỡ qua lại rồi. Còn gì nữa chạy động mẹ anh lại đi tới đây nè các bạn. Thắng không có uống mồ hôi luôn. Rồi ta tới mà tới hết rồi. Ta tích tới đích là còn anh kia anh còn mới tới trước cửa ban tổ chức các bạn ơi. Chạy thì cô đẹp nhưng mà gắt tiếng buổi đầu hai bạn đó là biến hai bạn muốn đi về. Rồi chúc mừng bạn. Đi về quê lắm con. Chắc cầm này nữa nghỉ quá. Cặp này nó nghỉ giá lâu rồi. 1 giờ chiều trở lại quá. Bắt đầu vô kèo các bạn. Á đù, kỳ vậy. Kỳ vậy. Nó bị khó chịu rồi. Xe đâu, sao đây. Cặp này hấp dẫn các bạn ơi. Vì lý do kỹ thuật dính nhau rồi. Em sao đã bị lỗi. Đó là quy luật các bạn. Khi còn dòng thả mà cặp sau đạp cặp trước thì cặp sau sẽ bị thua, sẽ bị lỗi các bạn ơi. Cặp này đã giành chiến thắng rồi nè các bạn. Còn có chạy không?
Cặp bò sau, cặp đó quá sung các bạn ơi, cho nên nó đã bị phạm lực, nó bị gớp rồi. Bò 63 đã bước vào vòng trong. Bò đang bò nó bò phút. Lên xe luôn. Về lên xe luôn. Nó quá hay bò. Bò này nó sung quá cho nên nó đã bị phạm lực các bạn. Cặp bò 61 bắt đầu nó vô nó cướp xem nha các bạn. Em chạy giỏi lắm, rồi em chạy về nhà luôn em ơi. Em đã bị lỗi rồi.